Rồi, chào các bạn nha. Nay để mình quay các bạn xem chú ổng cưa cây tràm bông vàng các bạn ơi, cây tràm bông vàng này. Bên đó có cái hàng rào các bạn. Cái hàng rào mà cái cây này nó ngã nghiêng qua bên cái hàng rào bên đó đó. Nó ngã nghiêng qua cái hàng rào bởi vì không có hạ gốc được được các bạn. Nếu mà hạ gốc thì nó qua cái hàng rào bên đó, sắp cái hàng rào lưới B40. Giờ anh mang móng vô để leo lên trên chỗ để cắt mấy cái ngọn nha. Cắt mấy cái ngọn là mới xuống hạ gốc các bạn. Ở xung quanh đây toàn là cây bên kia, cây chắc cây dầu hay gì quá chú. Dầu dên dên được không các bạn? Vườn Amazon vậy đó hả? Cây cổ thụ không hả? Cây để dành xài cổ thụ không hả? Mấy cây dầu là nó tính vô cây cổ thụ không chú? Cổ thụ. Cây này là cây tràm bông vàng các bạn. Cây tràm bông vàng này lỗi không à? Nó cái nhánh của nó tét không mà lỗi rồi. Đang thui dần. Cây này chắc có kiến vàng các bạn ơi, kiến chắc dữ lắm, lấy cái chai xịt kiến mới theo mới được. Rồi bắt đầu là anh lên đi móng lên nha các bạn. Đi móng rất là khỏe nha. Cái cây này nó ngã nghiêng qua bên cái hàng rào các bạn ơi. Bắt buộc phải leo lên. Nói chung ra làm là phải là cẩn thận đồ đạc của chủ cây mới được các bạn. Chủ bên kia, bên đó ba cây cây dừa đồ người ta trồng ở bên đó đó. Không có thể nào ngã cho nghiêng qua bên đó được. Cái cây này nếu mà cạo thì nó nặng quá, để leo lên dẫn cắt ngọn cho nó mau. Anh chị nào có yêu thích kênh của em hãy cho em xin một like và một lượt đăng ký anh chị ơi. Để em có cái động lực làm những cái video cưa cây cho anh chị xem nha. Rồi bắt đầu em cột cái máy lên các bạn. Cột cái máy để kéo cho anh thợ anh kéo lên nha. Cây này hoành nếu mà đo cái quá cái gốc thì chắc cũng cỡ 100 rồi các bạn ơi, trăm hoành trăm, chiều cao có khoảng chừng 7-8 mét, 8 mét tới 10 mét thì cả 10 mét đây các bạn. Có cái nạn cây gãy ở đó, anh ngồi lên trên đó khí thế luôn ha. Cây nào mà ta đứng hạ gốc được đó thì hạ luôn, còn để cây này leo lên là leo nha các bạn. Đây tét nó, cái hàng rào nó nằm mấy bên đó đó các bạn. Cắt mấy cái nhánh lọt xuống vậy đó, nó không có bị hư đồ của người ta. Khiên vô đây làm gì ông nội? Trời ơi, trời ra lỡ đứng ngoài này lựa để ngoài đi, khiên vô khiên ra ăn nó không thấy ghê. Trời. Kêu ông ra ngoài. Rồi anh leo xích lên trên các bạn ơi, leo xích lên trên để cưa ở trên nữa. Chứ không có cưa ở dưới được nha. Mấy cái cây trơn á, cây trơn mà cái cây nó không có nhánh đâu nhiều á. Không có nhánh nhiều để nắm leo lên đó. Thì dùng một móng đi lên nha. Nếu mà leo thoát lên đó, thoát từ từ lên đó, leo đó nó tổn sức lắm, hạ cây không có được nhiều các bạn. Hạ cây mướn mà leo thoát gì đâu hoài nó không, nó mất sức chứ lắm mất. Ngày hạ không được nhiều cây, leo gì nó có sức nhiều để hạ cây nhiều nha. Hơi ghê vậy. Ông cái đống đó thì thừa giá cũng đó rồi. Nó nhỏ mà lấy nặng. Nó sợ lấy lộn. Không phải cây xây. Cái cầu thấy nhỏ nhỏ mà không cầm.
còn hai nhánh, hai cái nạn. Cắt mấy cái nhánh như vậy nó lọt xuống dù gì nó cũng đỡ hư hàng rào nha. Chứ nó không qua cái đám dừa bên kia, cái đám dừa bên đó đó các bạn, đó, cái đám dừa bên đó. Rồi trời ơi, có cái nạn vô đó, ngồi vô đó khí thế luôn. Vừa tầm để ngồi luôn các bạn. Ôi ôi, má ơi. Rồi xong phim. Rồi bắt đầu ảnh tuột xuống nha. Không biết ảnh có cắt ra đoạn nào nữa không nha các bạn. Để xem coi tình huống coi như thế nào nha. Con gì nó kêu quá ơi. Rồi anh tuột xuống luôn rồi. Rồi bắt đầu để hồi anh hạ gốc coi cái đó ngã gì đâu nha. Rồi bắt đầu xịt kiến rồi, xịt kiến bắt đầu vô cưa nha các bạn.
một đường cưa đó mày ngã đó. Hết, qua khỏi miếng hàng rào luôn, vừa qua khỏi à. Cái nóng đá đó các bạn, cái nóng đá trắng trắng đó. Rồi, mình xin kết thúc video luôn các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo ha.